xong không nghe tiếng. Rồi rồi Ok, chắc rồi được rồi đó. rồi rồi được rồi đó, Được ha. được rồi đó. Ok em. Anh thật sự là tôi ganh tị với anh nha À. anh Phượng, tôi ganh tị với anh nha, À. là bởi vì đầu năm 2024 là anh đã xong đất. Nói một cách nói một cách khác là người Việt mình nó Trong hay tin dị đoan đó đúng không? Xong đất á, xong đất là rất là anh rất là may mắn, nói hẳn là như à. vậy. Xuống Anh đất miền bỏ Nam á, đúng rồi anh thấy Tết bên này thấy đồng bào anh thấy ta đoán Tết thì bên này có bộ cúc ăn y rồi ok thì xèo thấy, tôi thấy anh về, tôi thấy anh về, tuy nhiên tôi người tôi nó nôn mà tôi lại tức anh kỳ giận cái người ta này kỳ quá. Bỏ bỏ mình chơi vơ, bỏ mình nói gì đó vậy thôi, chứ thực sự là tôi cũng sẽ về thôi. khi mình đi cái chuyến bay á, đi từ đến Taiwan ấy. Mình đến Đài Loan á, đi về mấy cái chuyến bay trước á, thì nó trống đến nó bay về đến Taiwan tức là nó trống đến 1/4 cái máy bay. Còn cái chuyến máy bay mà từ đó mà về về Việt Nam ta Còn nó đông ủ mà nó đạt không có dư cái ghế nào ta không trống một cái. Công nhận Việt Nam về đúng đó thật rồi. đó Mà đó tôi nói cho anh nghe là mà tất bao nhiêu cả hãng bây mọi giờ có mọi hãng người thôi chứ khách thấy á, tôi hãng đoán chắc là do tôi đoán chắc là những người khách mà coi nó gọi là cái nơi có giống như là tất cả mọi người những cái chuyến bay về nó quá cảnh, nó gọi là nơi quá cảnh đầy. đó, thì đa số những người Việt Nam không, mà tôi bị bảo đảm cho anh là, và hầu như là 90% người Việt Nam và người ta đổ xô về đất nước mình bởi làm gì, ăn Tết chứ không có gì cả, nó thẳng là như Về đến vậy ăn Tết, đó. bắt đầu sửa soạn ăn Tết, thấy đông ghê á, Tôi thấy rất là ai về cũng hứng khởi mà thấy ngồi thấy rõ người ta ràng nói chuyện đang đáng đáng mà đáng bởi vì cái đó cái là cái tôi nói anh hồi nãy đó, khi mà bắt đầu từ ở nước ngoài mà về về tới cái không khí ở Việt Nam, có người ta nó hồ hởi phấn khởi lắm, nó nói chuyện vui đúng nhé, đúng nữa, cái chuyện đó và nhất mình là ngồi trên cái đúng rồi đi đi cái chuyến máy trước rồi thì là không có nghe người ta không nói chút đỉnh mà về 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 đến đây về Đài Loan máy bay nó vừa bay khỏi ra khỏi Đài Loan nó u cha mình ngồi mình nghe nó chuyện nó đủ loại nói chuyện đủ giống như mỗi chim người nói hót, giống như chim hót nói mà đủ hết từ chưa đâu đâu anh, quá trời chưa tôi mình có cũng một nói lần luôn có nhiều người nói chuyện hồi với các bà ngồi cái là chị đấy ngồi bên cạnh bắt chuyện nói chuyện gấp nói chuyện quá trời quá đất mấy cái ngồi mình ngồi người đằng trước cũng nói chuyện mấy người đằng sau cũng nói chuyện thấy ai cũng nói thấy chuyện nó thấy vui kể chuyện đáng thấy mà mới bảo kỳ đâu về nhà làm cái gì à đấy. vẫn còn đâu đại gái vậy đó có đi đâu không Anh thấy rõ hay ràng chưa, anh thấy rõ ràng tôi nói cái vùng đất của Việt Nam mà nó buồn cười ở chỗ nó linh thiêng, khi anh ra đi bên này anh không bao giờ anh, nhiều khi anh gặp mặt anh nhau ngồi anh không đúng ngó anh, tôi nhưng nói mà hiểu anh nó khi không mà biết nó lắm đâu khi em mà khi mà từ ở bất cứ cái nước nào mà về ơi. ngược lại Việt Nam, cái không khí nó kỳ lắm Nó anh, khác đúng thậm chí mà gần tới nghe nó sắp sửa tới đáp xuống là mấy ông mấy bà nhóm lên đúng rồi nhóm đúng nhóm nhóm anh do đúng rồi mà vô con mẹ về đúng trên máy rồi bay mẹ cũng ló đầu đúng ra ba bốn bà rồi che chút nhau có cửa sổ chút xíu xíu vậy anh. thò cái đầu vô đầu ngoài sao anh thấy không buồn cười thiệt. Mình ngồi đó mình ngồi cái chuyến bay từ từ Đài Loan về Việt Nam mà thấy vui á thấy nghe đủ thứ chuyện mấy người này nói đi là đi về đâu các cô mình nói chuyện nghe cô đó biểu ngồi cái cô ngồi bên cạnh tôi cái cô ngồi bên cạnh ngồi trước đó, nói bà chồng bà chết chồng bà chết xong bây giờ bà đó nó là mấy đứa con bà hở mấy đứa con bà cho bà về Việt Nam mà cũng lớn lớn rồi đó nói bà đi có mình công nhận gan về Việt Nam có người đó đón ở Sài Gòn rồi con nhỏ kia nghe nó nói chuyện nó có nhỏ kia nó nói con về về Sài Gòn xong rồi có người ở Sóc Trăng đến đón mình nghe nó Sóc Trăng đó là mình nghe vậy chứ còn mình chưa đi ngang hết ta nó Tôi mình chưa chưa biết Sóc Trăng ở chưa đâu chưa 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 chỗ đó Sóc nghe đó, Trăng ở đâu chưa cái chỗ đó là cái chỗ ấm gạo lúa gạo dữ lắm anh, đúng lúa rồi gạo gạo Sóc Trăng đây đúng đó thì bởi vậy tôi nhớ cái rồi vụ gạo cái Sóc Trăng bao in cái chữ mà Sóc Trăng đúng lên rồi cái Sóc Trăng đó rồi đó đúng rồi trước khi đi mình còn chơi bao gạo Sóc Trăng mà đúng rồi tại sao lúc mà nói chuyện đó là quên ví dụ gạo Sóc Trăng hầm lặng đúng phải rồi không quên 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 ví dụ đó tôi nói cho anh nghe nè,
Tôi là ở Việt Nam là tôi chỉ mua ăn gạo ít tay 25 không à. Đúng rồi. Cho nên anh biết cái nhà của người thân tôi là bên bán gạo à. Vì chỗ đó anh ra tôi khoái gạo hơn, bà nó ngon lắm, anh gạo không gạo nói là phải không gạo ngon, gạo ngon. Mà gạo như này, mẹ đây rất là một rẻ người thấy cái hồi mới qua 3-4 năm về trước hồi mới nó mới ra đó là 25 đồng bao, 25 tôi cứ mua bao 25 bao đó thì là hồi đó cứ nhớ là đồng bao. Cái kỳ vừa rồi thì trước khi qua bên này mua cách mấy hôm mua đi mua còn có 20 đồng mà đã sống ra 25. Bây giờ nó xuống để, rồi, bây có nghĩa là như vậy là cái theo tôi nghĩ là cái lượng gạo mà xuất khẩu của Việt Nam mà nó dồi dào cho nên ra nó hạ giá. Đúng. Không, tại vì lúc đầu á, lúc đầu nó mới nhìn ra là anh em hồi đó cả cái San Diego này có mỗi một tiệm nó bán, mở ra một tiệm nó chỉ bán gạo. Bán được, họ bán được cả năm á. Tại vì lúc đó chỉ có một tiệm có mà muốn nguyên một cái kho, muốn nguyên cái tiệm bán gạo. Sau này bây giờ rồi nó chuyển qua bên mấy cái siêu thị. Tôi thì cũng mới mua đây, nhưng mà tôi mua gạo quỷ yêu gì đó không bao giờ ăn không có được, tôi phải lấy nếp á, tôi trộn lộn vô, tại vì tôi đi xem lúp ra gần nhà nè, tôi đi xem lúp tôi chạy với tôi ra không có biết gạo gì, gạo Indo, gạo Ấn Độ tùm lum tùm la nó bỏ trong đó, ra tôi có bóc đại một bịch 5 kg thôi, ăn ít mà được 5 kg thôi, tại có mình cho nên vì cho ra không có nhiều nhưng mà nó khô quá không có được. Cho nên ra bây giờ tôi phải lấy nếp, tôi lấy nếp, bịch nếp, tôi trộn lộn, lỡ mua rồi. Tôi kinh nghiệm lần sau không mua nó nữa mà xuống cái chợ Việt Nam mua mới được. Chứ tại vì chợ Việt Nam mình có thể lựa loại gạo này, loại gạo kia. Còn ở Mỹ là nó bán toàn là gạo gì đó không, gạo Indo, gạo Mã Lai. Thành ra mua vàng không có được, mua vàng không có được. Rồi ok, rất là rút kinh nghiệm. Ok, thế thì... Bên cho anh thời tiết sao? Hôm nay 24-25 độ anh, thì cũng nếu mà tí độ C thì cũng âm 4-5 độ rồi. Kể báo cáo nghe người thân tôi báo cáo lại, giờ là kinh tế Việt Nam những cái mặt hàng, những người buôn bán hàng rồi mà có cửa tiệm rồi kia thì người ta ra than quá trời, không bằng mấy năm trước, không bằng mấy năm trước, nhưng bằng làm sao được, bởi vì kinh tế toàn cầu nó là như vậy rồi mà, đương nhiên phải như vậy. Nhưng mà dù muốn dù không, người Việt Nam mình vẫn sướng. Có nghĩa là bây giờ thì theo anh nói đó, anh phải hiểu cái điều này. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố không bao giờ ngủ. Không bao giờ ngủ, có nghĩa là ban đêm cũng giống như ban ngày. Ban đêm thì có những công việc của người làm đêm, ví dụ như là buôn bán hàng rong ở, hoặc là những người mà vận chuyển những cái thức ăn, những cái lúa gạo, nói chung là cá mắm từ miền Tây, từ các tỉnh về, hình như nó chạy suốt đêm, hình như là hầu như là không có lúc nào mà không ngớt tí xe, nó hẳn là như vậy. Thì mình thấy rất là ok. Nếu mà thì đúng rồi đó, tất cả thấy cái hàng quán, cửa hàng mặt, cái cửa hàng ở đường phố đó thấy người ta đóng cửa nhiều, nhưng mà mặc dù như vậy đó, nhưng mà các bạn mình nhìn thấy không thấy người, không thấy người, không thấy người ngủ ngoài đường ấy, mình nhìn thấy không có hợp lẽ, không có cái sự nghèo khổ quá, mình không có nhìn thấy cái sự tang thương ấy. có thể ai cũng phải đi làm, ai cũng đúng đi bán vé số. Tôi nghĩ là cái người mà chẳng hạn không có việc làm đó là họ đi làm bán vé số, đúng rồi. Nghe? Thì cái chuyện đó cũng là một cái nghề mà một mình ngồi bây giờ đó là thấy người ta bán vé số mà thì, anh tôi đúng rồi, đó là một cái vấn đề chính đáng mà anh tôi nói cho nghe. Có một cái làng mà tôi đi ra Long Khánh, tôi nói cho anh nghe biết là có một cái làng bán vé số nhưng mà anh không nghĩ họ như vậy đâu. Anh người ta bán vé số mà người ta rất là giàu. Thì mình mà ở đây, mình ở Sài Gòn, mình ở thành phố có được hôm ngày mấy ngày hôm qua mấy hôm trước về đây còn đừ quá, còn nằm không có chưa thích nghi. Đến ngày hôm nay, đến ngày hôm qua mới ra ngoài, đến ngày hôm qua mới ra ngoài được, đi bộ ra ngoài sinh hoạt chút, ăn uống rồi đi ra đi vào chút thấy vui á. Mình về đây thấy con người mình tại có lẽ tại đi chơi mà đâu có làm gì, đi chơi rồi, đi chơi không có lo gì, ăn phở chưa cái gì ăn đó. Mà giờ này tôi không biết tại sao, tôi thích uống nước mía. Mà buổi sáng này tôi đi một đoạn rất là dài, đi khoảng chừng đi bộ ngoài đường một tiếng đồng hồ không thấy một cái xe
bán nước mía. Không biết tại sao mà là hồi đó là tôi đi đó là muốn uống chỗ nào cũng có nước mía. Mà sao kỳ này về okay, không, không biết là tại vì đây nó hết mía rồi hay là thế nào. Không phải, biết, ấy, đâu, ai bán nước sợ mía. Sợ mấy ông nội làm đường thu mua mía. Hồi đó mà sao mà đi mà nhưng đi mà kiếm hà nước mía. Tôi không biết, tôi là tôi nước mía thì thấy rồi, nhưng mà em biết là kỳ rồi tôi về thấy hầu như ở dưới Bến Tre dừa như nó rộ nó bị được mùa hay sao, tôi thấy chỗ nào cũng bán dừa tươi chứ à. Tới tới là chặt dừa đưa cây hút vô rọt rọt À, rồi dừa tươi đó, đó. Anh nó nói chuyện dừa của vợ khoe cô ấy đi uống một, một 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 mua một quả dừa họ chặt ra rồi họ đổ lên ly cho mình uống mà nó là nước dừa thật là ngọt. Đúng rồi. Nay mà không biết là người ta có bỏ đường vào trong đó làm sao? Sao bỏ đường được? Quả dừa mà làm sao mà nó chặt ra trong đó bỏ nó ra mà nhưng mà nó rất là ngọt. Cái nước dừa này không biết là tôi nghĩ là cái đó là cái loại dừa mà mới họ họ mới trồng họ mới lấy giống đó, trồng được nước dừa rất là ngon rất là ngọt. Thế mình ở đây về đây ăn được ăn được đằng đằng trước cửa nhà có cái hàng bánh cuốn sáng nào đi bộ ra đánh đằng rồi mà xong rồi đi bộ rào để chơi dưới bánh cuốn nó tính gì tính đã chơi chơi sao bộ ngộ chơi dưới bánh sao cuốn coi như là chào sân cái là nó muốn làm gì làm muốn ăn gì ăn luôn. Anh ơi tôi nói cho anh nghe nè, về Việt Nam ăn cái gì nó cũng ngon, nếu cái gì thì cũng ngon mà đó là cái sự thật á, đó là sự thật từ cái gì bánh mà cuốn sao mà sao mà tôi không hiểu tại sao mà sáng nào tôi cũng chơi với bánh cuốn trước cửa trước cửa đâu mà cái mãi sao mình ăn xong hai ngày thứ hai thì mình biết là cái tiệm cái xe bánh cuốn thôi cái họ có cái xe có mấy cái ghế ngồi bán bánh cuốn cái bà đó mà cái, nói chuyện ông chồng về trò cái này là má tôi bán ở đây là từ năm 1960 mấy sau đó bà chết rồi bà nghỉ để cho nhỏ em nó bán nhỏ em nó chán nó không bán là nó đưa vợ tôi bán nó bán là ba đời với xe chỗ ngay có một chỗ một bán bánh cuốn không không có nhiều ở ở Việt Nam nó có nhiều cái kỳ lạ là cái này cái những người bán hàng bà nó có tính cách là nó có tính cách là vừa miệng cho khách ăn, thí dụ như là đúng rồi bán cháo lòng đúng hay rồi là bán bất cứ cái gì á, bán có nhà nhiều người bán mấy chục năm đúng trong rồi. Một điểm một bán phở, thí dụ như tôi cái ngồi món phở đó tôi ăn tại vì cái mình ngồi đó mình ăn mình nhìn thấy mấy người trong xóm họ ra trước khi làm họ ghé đó ăn mấy đứa nít cái học trước khi nó ông ghé đó đang đi bánh cuốn đâu 25.000 đúng không đi bánh cuốn 25.000 nó nhỏ nhỏ nó đứa nít nó 25.000 người lớn cũng làm 25.000 đi bánh cuốn thế đó ăn anh biết anh biết là tôi chưa được ăn nhưng mà tôi ghiền lắm mà tôi chưa biết được ăn là có một cái bài kia mới bán một cái món nó buồn cười lắm tiếng là bả người Trung hay là người Việt Nam miền Nam anh mình cũng biết nhưng bà có món mà gọi là bánh 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 mì nóng giòn nha anh bà xẻ ra anh biết con cá nục không mà bà kho mà kho rục bà rục kho ra xong rồi khi rục ra xong rồi cái anh mua xong cái bà nhét nguyên con luôn anh nguyên con cá nục anh trong cái bánh mì anh thấy không mà có mấy mà tôi thấy bán cái đầu tôi không biết nhưng mà cái điều kỳ này tôi về tôi sẽ ăn cái món đó có luôn cái kiểu đó là ngoài Trung rồi đồng ý các bà này bán người Trung quá bà hay lắm nói chung là ở Việt Nam mình nó đa dạng về vấn đề màu sắc về vấn đề thực phẩm về thức ăn á cái thứ quỷ gì cũng có từ nó một cách khác là từ thượng vàng hạ cám bây giờ nó đầy dẫy nó không có thiếu thốn bất cứ gì cả bởi vậy bởi sao nói mấy thằng Tây qua đây nó thích là chỗ đó bất cứ chỗ nào nó cũng ăn được anh, thức ăn dễ mình ăn dễ ăn hồi lại rồi đó ok rồi, ok thôi ok like chút xíu hỏi thăm anh chút xíu rồi okay. Ráng giữ gìn sức khỏe anh. Để đi mọi miền đất nước ok cho tôi gửi lời thăm chị ok ok rồi. Yeah.